Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Countdown. Mình sẽ nhận 50 top cần có ký hiệu là CDO nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click bằng link mô tả dưới video mình mở link không nha các bạn. Điều đầu tiên bạn follow Twitter. Rồi trên Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Thì dự án này mình cũng đã check qua là có 30 hơn 30.000 lượt follow nha các bạn. Dự án đem chết chút xíu bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm đất đi các bạn. Các bạn bấm được continue nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào nhóm chat đó nè. Rồi trên Telegram các bạn bấm join nha các bạn, bấm verify nha các bạn. Rồi này verify áo hết ta. Bấm vào cái list here to man nha các bạn. Rồi bấm join vào. Cái cha này mình hiểu không nói luôn. Rồi đúng rồi. Rồi bạn nhấp cho ba anh cùng vào setting copy username Telegram mình nha các bạn. Rồi bạn nhấn vào đây. Bấm continue. Rồi tiếp tục join tiếp kênh channel nữa nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Rồi bạn đăng ký nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn bấm vào đây mình lấy link dép mình chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn submit địa chỉ bên B sở mát trên bet 20 trên chiếc chocolate nha các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dán Countdown đến đây cũng kết thúc như các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.